Vâng, em chào các bác. Đấy, ui, hôm nay bóc đồ âm thanh các bác nhìn thấy không? Lại thấy được một con nồi áp suất, phải nói rằng rất là xịn các bác nhá. Nhìn nhìn nó đã thấy xịn rồi này. Hàng của Tefal thì Tefal thường là nó sẽ là một cái thương hiệu của Pháp và được sản xuất tại Pháp luôn. Đấy, có một số các cái nồi thì nó sẽ sản xuất ở quốc gia thứ hai, Trung Quốc hay là Đài Loan hoặc là Malaysia gì đó thì cũng hình như cũng có hay sao ấy. Về về sau này này. Còn không biết con nồi Tefal này nó ở đâu đây? Con này là nồi, này là nồi đun được từ đây này. Đây, có thể nhìn này, các bác nhìn này, cái xoáy này, cái xoáy này đun được từ nhá, đế từ này, made in gì đây, Francher đấy, sản xuất tại Pháp luôn đấy, nồi của Pháp sản xuất tại Pháp luôn, hãng Tefal. Các bác nhìn nó hầm hố không, đẹp không? Đây là một con nồi mà nó về theo hàng âm thanh các bác nhé, nên những cái con này thì em bán xả kho thôi đấy. Những cái nồi Tefal này là những cái nồi rất là xịn, hàng cao cấp của Pháp này. Này các bác nhìn này, từ các cái mở nồi của nó thì nó cũng khác này, các bác thấy không? Cách mở nồi, cách đóng nồi nó khác nhau như này, ấn xuống này thì nó bật vào phát là mình ấy, là nó sẽ khóa lại, các bác thấy không? Ấn phát nó mở ra này, đấy lúc này mở lên này, nhìn các cái van này, nhìn các cái gioăng, các cái nắp nồi này, song inox của rất là mới, có nhìn không? Van viết gioăng dùng các thứ này, đẹp không? Đẹp nhá, đen xì mà đẹp. Có thấy không ạ? Đẹp và đen xì luôn. Đấy. Gioăng cao su còn rất là mới các bác nhá. Đấy. Các cái nồi này em cũng xin nói rõ quan điểm luôn là tất cả những cái nồi này là hàng nó nói chung là hàng hàng bãi, nó về cùng với cả đồ âm thanh thôi. Nên nhiều khi là các cái này là em bán có thì em bán kèm em ấy thôi, chứ còn em là em không có chuyên về cái này, em không có bảo hành nồi nét gì đâu nhé, em bán cho các bác. Đấy, về nói chung là em bán xả kho theo cái giá gọi là gỡ tí vốn thôi, còn đâu là các shop khác người ta bán giá bảo hành thì nó sẽ là giá khác nhé. Đấy. Đấy. Nhưng mà thường như bọn này là nồi áp suất của bọn Tefal này thì nó rất là bền nên là dùng ok luôn nhé. À, ở đây là nó có hai cái quai thì em thấy nó đang để ở trong đây này, hai cái quai của nó đây thì các bác về các bác lắp vào nha. À, hai cái quai các bác thấy đẹp không? Đấy, hai cái quai đỏ của nó nha, người ta đang bọc trong cái đấy này này, trong cái đấy này thì các bác về các bác chỉ ở đây, có nhìn này, có đây có cái tua vít này, có cái ốc này, lấy cái tua vít hai cạnh vặn nó ra này, sau đó lắp cái quai vào đây thôi, lắp cái quai vào đây xong rồi lại xoáy ốc vào rồi đây, nó ốc đây xoáy vào là xong thôi. Đấy, quai kiếc đây, quai đỏ nha, nhìn rất là chất, hai cái quai nhựa cầm rất là chắc chắn. Đấy. Đấy, được chưa? Lòng xoong cũng rất là đẹp nhá, sau khi nó cũng lòng xoong còn rất là đẹp, 4,5 lít thì là nấu canh hầm cháo các thứ thì là tuyệt vời rồi đúng không? Đấy, nhu cầu cho một gia đình khoảng 6 người ăn, 7 người ăn là ok, nếu một nồi nấu một nồi canh mà gia đình khoảng một người, gia đình mà ăn bình thường ấy, sức ăn không không phải là 4 5 6 7 bát cơm một một lần ăn ấy. Thì cái mà sức ăn của người dân mình bây giờ chỉ khoảng 2 3 bát chứ mấy đúng không? Đấy, mà sức ăn khoảng 2 3 bát thì là nấu một cái xoong canh xương to như thế này ấy, thì ăn có khi phải 2 ngày mới hết được. Đấy, hoặc là mình lâu lâu mình lâu lâu mình hầm xương để mình nấu nồi lẩu ấy ăn ấy thì tuyệt vời nhá. Đấy, Tefal của Pháp này, nắp nếp các thứ còn đẹp nhá, các bác về các bác vệ sinh thêm nhá. Đấy. Đấy, thì con nồi này em thấy là bây giờ em có search thử cái nồi Tefal này của Pháp mà cái kiểu dáng như thế này của người ta đang bán khoảng 3 triệu một cái nồi này luôn, không phải rẻ đâu, 3 triệu, 2 triệu 8, 2 triệu 7. Đấy, thì cái nồi này em bán với giá xả kho nhá. Đấy, xả kho nhá, thì là giá em bán là đi 1 triệu 790 nghìn nhá, 1 triệu 790 nghìn. Thì bác nào thấy cái nồi này đẹp, đấy, ok, hợp lý thì là alo em nhá, thì là đấy, con này về dùng. Nồi Tefal của Pháp còn rất là đẹp luôn. 4,5 lít này với các cái chế độ xả này, chế độ hầm hoa quả này và chế độ hầm gà này.
Đấy, các bác thấy rằng nó sẽ có các cái van nhé, cái van áp suất, các cái chế độ áp suất để dành cho đây, cho kiểu như dạng đây như kiểu là hoa quả ấy. Và đây là xả hơi này. Đây là chế độ hầm hầm xương hầm gà này. Còn chế độ không này là cái gì đây? Cái không này là cái gì đây? Chưa hiểu cái không này là cái gì luôn. Cái không này chưa hiểu là cái gì. Hình như đây cũng là một nước xả nhưng mà xả tự do thôi. Cái này nhưng mà phải ấn xuống mới mới xoay đây được. Đấy. Đây hay là chế độ để đây chế độ không nữa không biết là làm gì. À không này chắc khả năng là để kiểu như không áp suất, coi như là một cái nồi nồi ninh thôi. Để coi như lúc nào áp suất nó cũng xả hết ra. À, thì là ở chế độ này. Ở chế độ này là để xả khi cần, này, hoặc là xả rảnh tay này. Dạ. Đấy, rất chất nha. Nồi của Tây Phan. Rất là đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Ok. Thì con nồi Tefal này em đấy, em phát giá rồi nha, 1.790.000 đồng. Bán giá xả kho cho các bác. Đấy, các bác không tin có thể tìm thử các cửa hàng Tefal này trên mạng xem có phải là nó đang bán người ta đang bán khoảng tầm 2 triệu 6, 2 triệu 7, thậm chí là hơn 3 triệu một cái nồi này không. Nồi của Tefal, nồi của Pháp rất là đắt. Pháp với Đức, hai cái thương hiệu nồi rất đắt. Đấy. Rất là đắt luôn. Và dùng thì chắc chắn cái này rất là sướng rồi. Ok. Thì giá của nó là 1.790.000 nhá. Đấy, em bán xả kho thôi. Đấy, bác nào mua thì alo em, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng, và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57A Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội các anh nhé. Vâng, các anh có thể đến trực tiếp mua hàng hoặc là đặt hàng từ xa thì tùy. Nhà em thì bán hàng toàn quốc rồi. Ship mà toàn quốc các bác nhé. Đấy, ship có cọc toàn quốc. Vâng. Em xin chào các bác và xin gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng. Đây nhận đáng lý ra là em không định thử đâu. Em bán đã bảo bán tù mù rồi là không thử, không 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 ấy đâu, nhưng mà đây em thử qua một xíu nhá, bởi vì nhiều khi có những khách hàng cũng hay bảo là em cứ thử đi cho anh tí, thì nếu mà nó không vấn đề gì thì anh lấy nhá. Đây em có thử cho các anh đây. Đây các anh thấy là rất là đây hơi nó vẫn ra từ van áp suất này. Đây. Không đây các bác có thấy không ạ? Đấy đấy đây 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 nhìn nhìn đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, cái hơi nó đang ra bình thường này, còn xung quanh này các bác có thể thấy xung quanh là nó không không bị vấn đề gì nhá. Em đang đây, em đang xoay xung quanh này, các bác thấy nó không vấn đề gì luôn, được chưa ạ? Đấy nhá, cái quai vẫn ở đây này, em đang để đây này, các bác về các bác nắp vào nhá. Đấy, ok chưa, rất đẹp đúng không? Đấy, rất là ok luôn nhá. Đấy, cái nồi này thì rồi về dùng thì của Pháp này về dùng thì sướng rồi, sướng đời luôn. Đấy, người ta bán hơn 3 triệu, em bán có 1.790.000 thôi nhá. Đó là mua alo nhá. Đấy, ok thử xong rồi. Bây giờ muốn xả đây thì mình xả từng nước một thôi. Đấy, xả đây. Đấy, xong rồi xả tiếp phát nữa này. Đấy, thì đây sẽ xả rất là nhanh này, nhưng mà khuyên các bác là nên để một lúc nhé. Ở đây là em đang để ít nước ở trong thì em xả kiểu này được, nhưng mà bác nào mà để kiểu để đầy xoong ấy mà chất lỏng nhiều ấy, thì mình nên để cho nó hạ nhiệt đi xong rồi mình hẵng xả nhé. Xả kiểu này là giống như kiểu ngày xưa nhà em cũng dùng cái nồi áp suất điện ấy, xong rồi là nước vừa mới ấy xong mang xả luôn, nên là nó phụt cả chè cả nước ra ngoài luôn, chạy chạy rẽ đất rẽ cát rồi. Đấy, nên là các bác lưu ý cái đấy một chút cho em. Đấy. Em chia sẻ một cái kinh nghiệm em nhà em từng dùng cái nồi áp suất em ấy thôi. Đấy nhá, đấy còn khi nào mà muốn mở thì đấy. Bây giờ áp suất nó đã hết rồi thì mình đây. Thì cái này nó hạ xuống này các bác nhìn này. Ở đây nó có một cái van nó chống chống tháo chống chống mở này. Khi cái van này nó đã hạ xuống rồi thì mình ấn phát là nó mở ra được. Đấy. Ui giời, nó mút chặt lắm. Đấy. Đây nha. Đấy, bếp xoong này đun là cả bếp từ, các bác có thể thấy này.
em dùng bếp từ nhá. Ok nhá. Đấy, như thế này là gọi là quá ưu ái khách hàng khi mà bán những con xả kho như này rồi, xả kho bán đã gọi là bán ấy thì không 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 ấy rồi, không test rồi cô vẫn test này. Đấy. Thì đấy là chiều cả những khách hàng nào mà em ơi em cứ thử qua cho anh tí được thì là anh lấy đấy nhá. Để thử luôn rồi đấy. Thì bác nào lấy alo em nhá, 1.790.000 nhá. Vâng, em xin chào các anh. Số điện thoại liên hệ để đặt hàng là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 các anh nhé. Xin chào các anh ạ.